Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái mẫu động cơ chuyên để thay thế cho các cái dòng động cơ nhựa của ô tô em bé. Dòng động cơ này nó có sử dụng là 6 cánh. Động cơ tiêu chuẩn 12V lớn. Nó có 3 loại độ tốc độ, đấy là 10.000, 12.000 vòng trên phút, 15.000 vòng trên phút và 30.000 vòng trên phút. Các cái thông số chính của cái động cơ này là điện áp của nó là điện áp 12V và có cả loại 6V. Kích thước của động cơ là 35,5 cm. 3,35 mm. Kích thước lỗ của nó là 12 cm. Kích thước cánh trong của nó là bao nhiêu đây? 58 cm. Và kích thước đường kính ngoài của nó là 62,8 cm. Toàn nhầm thôi. Nếu như bố mẹ nào mà mua về thay thế cho các cháu thì theo các cái kích thước đấy mà mình mua cho nó chuẩn xác. Chiều dài của động cả một cái hộp số này là 18 cm. Thường thì chỉ tiêu quan tâm đến cái lỗ này là nếu nó chuẩn là được. Để đặt hàng thì vui này hài lòng liên hệ số điện thoại. Hiện thì cái bộ này mình bán số lượng là 120.000 đồng, còn mua lẻ là 135.000 đồng. Đây là động cơ to nhé, rất là khỏe. Nếu các bạn thấy những cái video này nó hữu ích thì hãy đăng ký kênh để xem nhiều cái video khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.